Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cách nguyên liệu và cách làm món spring roll hay là còn gọi là chả giò. Thì nguyên liệu của mình gồm có là mình sẽ dùng 500 gram thịt xay. Thì thịt này là gồm thịt bò và thịt heo ha. Rồi thứ hai là mình sẽ dùng cái bánh tráng này để mình cuốn chả giò. Thì trong hộp này, trong bịch này là gồm có 50 miếng. Mình sẽ dùng hai củ cà rốt này, hạt nêm, một quả trứng gà. Thì mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ. Lòng trắng thì mình sẽ dùng để mà mình cuốn. Mình sẽ để mà kết dính lại cái bánh tráng để mà nó không bị bung khi mình chiên. Và lòng đỏ thì mình sẽ trộn vào thịt xay và tất cả các nguyên liệu và tiêu này. Và điều quan trọng là mình phải có tỏi nha các bạn, tại vì nó sẽ khử được mùi của thịt. Khi các bạn ăn, các bạn sẽ không cảm nhận mùi thịt nữa. Và các bạn sẽ ướp cùng với thịt xay và quả khoai tây. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ gọt khoai tây và gọt cà rốt ha. Sau đó chúng ta sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ dùng cái này để mà chúng ta bào sợi cho nó. Mình sẽ dùng cái lưỡi này. Ok. Tại vì là nguyên liệu thì chúng ta có thể thêm mắm mèo, nhưng mà hiện tại thì nhà mình đã hết mắm mèo rồi. Và vì làm chả giò theo kiểu của người Nam Bộ nên là mình sẽ thêm xíu nữa thì mình sẽ thêm một xíu tôm xay nhuyễn nữa, tôm băm nhuyễn. Rồi người Nam Bộ thì người ta hay làm chả giò tôm thịt. Ok, thì sau khi mà chúng ta đã rửa sạch cà rốt rồi, chúng ta sẽ bào sợi ha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái này để mình bào. Và để tránh đứt tay thì các bạn nên sử dụng một cái đũa thế này. Thì một hoặc hai cây, chúng ta để ở đây. Và sau đó thì chúng ta cứ cầm để thôi. Thì cái sợi nó sẽ như thế này đây, hơi to rồi nhưng mà tại vì cái này là cái nhỏ nhất của nhà mình rồi. Đó, chúng ta sẽ làm như vậy thôi. Và tương tự với cà rốt luôn. Khi nào mình ăn một chút xíu thế này thì mình có thể bỏ. Ok, và tới cà rốt cũng vậy.
Rồi. Thì đây là thành quả mà mình đã bao đây. Thì bây giờ mình sẽ lọc tỏi và băm tỏi ha. Thì những cái rác này là mình sẽ không vứt vào sọt rác bình thường mà mình sẽ vứt vào sọt rác dành cho rác hữu cơ ha. Người ta gọi là bio đó. Tại vì bên này người ta sẽ phân loại rác. Rác vô cơ, rác hữu cơ, nhựa và giấy. Ok. Xíu đi vứt luôn. Ok. Thì mình sẽ xếp đều nhỏ nhỏ thế này trước, sau đó mình sẽ băm nhuyễn sau ha. Hoặc là các bạn có thể đập dập rồi sau đó là cắt vào băm nhuyễn. Thì bí quyết mà phải bò tỏi thế này thì mình cũng học được từ một chị đã từng làm au pair ở Mallorca. Chị đó qua trước mình 6 tháng. Chị đó chỉ dạy mình cách làm chả giò. Hello các bạn, ở đây mình đã chuẩn bị để mình trộn đây. Thì các bạn thấy là đây là cà rốt và khoai tây bằm này, tỏi bầm này, thịt xay này, một xíu hạt nêm thế này, và đây là đồng đỏ trứng mình đã tách ra, tại vì là mình sẽ sử dụng lòng trắng trứng để mình cố định cái bánh tráng của mình để nó khi chiên không bị bung ha. Và đây là tôm xay, tôm bầm ha. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào, mình sẽ trộn lên, trộn đều lên cho ngấm gia vị ha. Thì sau khi mà trộn đều lên á thì các bạn có thể để trong vòng 30 phút hoặc là 1 tiếng để mà nó ngấm gia vị trước khi bạn cuốn cũng được ha. Thì trong thời gian mà đợi ngấm gia vị thì các bạn sẽ chuẩn bị cái bánh tráng, sẽ gỡ cái bánh tráng ra, cái bánh tráng cuốn chả giò ra để mà cuốn cho nó nhanh. Thì trứng thì các bạn tùy thuộc vào số lượng thịt mà các bạn cuốn để mà các bạn thêm trứng cho nó phù hợp ha.
Tại vì trứng sẽ làm kết dính lại thịt và tất cả các loại nguyên liệu khác. Nên là nếu mà các bạn thấy mà trộn lên mà nó không kết dính để mà các bạn có thể cuốn được thì các bạn có thể lấy thêm một quả trứng nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ dùng thêm một quả trứng nữa mà để nó kết dính. Tại vì lần này mình làm hơi nhiều, những lần khác thì mình chỉ làm vài gram thịt thôi. Mà lần này mình làm tới nửa ký và có thêm tôm và cà rốt, thì là lần này mình mua hơi nhiều nữa. Ok, thì mình sẽ đập thêm một quả trứng nữa ha. Trộn cho nó dễ. Đó, thì khi mà có trứng vào thì cái thịt của mình rất là dẻo luôn này, thịt và các gia vị khác quyện lại rất là dẻo luôn và dễ cuốn. Thì cái này bạn, nếu mà bạn không thích làm chả giò thì bạn có thể làm thành những miếng dịch dẹp thế này, các bạn làm burger như là cái miếng burger vậy, các bạn ăn với cơm hoặc gọi là rau rất là ngon. Thì khi mà các bạn bỏ tôm vào thì nó sẽ ngon hơn và các bạn làm thì không ha. Thì mình cũng có biết về món chả giò miền Bắc, người ta gọi là nem rán á, thì ở miền Bắc người ta sẽ bỏ thêm miếng nữa và mộc nhĩ, thì phải mọc nhĩ và thật là lắm mèo. Đó. Ok. Ok các bạn, thì đây là mình đã để một thời gian rồi thì nó rất là dẻo thế này đây. Xay của mình rất là dẻo thế này đây. Thì bây giờ mình sẽ thì gỡ con tráng ra đó thành những cái miếng thế này đây, cái miếng vuông vuông thế này đây, để mà mình có thể cuốn chả giò. Thì các bạn có thể gỡ một nửa, sau đó là các bạn cuốn tới đâu mình gỡ tới đó cũng được ha. Thì mình không muốn là vừa cuốn vừa gỡ nên là chắc mình sẽ gỡ hết luôn để mà mình cuốn. Ok, thì nó sẽ có những cái miếng thế này này. Và chính vì cái này là mình bột mì nên là khi mà bạn cuốn thì nó sẽ không có dính dính vào nhau được. Nên là đó là lý do tại sao mà mình cần phải có lòng tráng trứng để mình có thể khi mà mình gần cuốn xong cái cuốn đó, mình sẽ có thể quét một xíu lòng đỏ trứng, lòng tráng trứng vào cái mép và mình sau đó thì mình có thể cuốn lại và nó sẽ dính lại với nhau. Và khi mình chiên thì nó sẽ không có bị bung cái chả giò của mình ra ha. Ok, bây giờ mình sẽ cuốn mẫu cho mọi người cuốn ha. Thì bây giờ các bạn đặt cái miếng bánh tráng vào đây, sau đó các bạn dùng muỗng các bạn lấy thịt đó, thịt thế này, sau đó các bạn chỉ là các bạn trải đều thịt ra. Thì trước khi các bạn cuốn thì các bạn nên chiên thịt trước một xíu để mà các bạn thử gia vị ha. Thì mình đã thử gia vị là thấy là thịt rất ok rồi, bây giờ là mình sẽ cuốn đây. Đó, sau đó là các bạn sẽ bôi cái lòng tráng trứng lên.
cuốn mình này không.